sau khi bàn chuyện xong trương dịch đứng lên bắt lấy tay lương duyệt rồi nói theo thỏa thuận tôi vẫn sẽ cung cấp thức ăn cho các bạn học ở trấn từ gia nhưng cô không được dẫn bất kỳ ai vào nơi trú ẩn lương duyệt sau đó liền ngồi xuống rồi thở phào một hơi thế này thì tốt quá rồi trương dịch chịu nuôi dưỡng bọn họ lương tâm mình cũng được thanh thản thế nhưng cô ấy không biết dương hân hân đang nhìn mình với một nụ cười nham hiểm nghĩ thực sự là ngây thơ tiếp theo những tên ở bên ngoài sống không bao lâu nữa sau khi tất cả mọi người đều đã bàn việc xong Châu Khả Nhi ngồi xuống bên cạnh Lương Duyệt rồi vui vẻ nói, "Chúng ta cùng tổ chức một buổi tiệc chào mừng để chào đón cô Lương gia nhập nhé. Tôi sẽ đi dọn dẹp phòng." Dương Mật cũng niềm nót nói, "Vậy tôi và chị Hải Mỹ phụ trách chuẩn bị cơm trưa. Lương tiểu thư, cô thích ăn gì không?" Lương Duyệt ngại ngùng đáp, "Tôi không kén ăn, cô làm gì cũng được." Dương Mật gật đầu trả lời, "Ừm vậy được." Sau khi Châu Khả Di và Dương Mật tung tăng chạy đi, Lương Duyệt nhìn theo bóng lưng bọn họ mà nghĩ, sao vậy? Có phải mình cảm giác sai không? Mình cứ thấy như thể họ có vẻ hơi e dè mình. Bên đây Châu Khả Nhi và Dương Mật Đồng loạt thở dài, lại như thêm một người rồi. Trương Dịch lại đi đến hỏi Lương Duyệt, "Vừa hay chúng tôi muốn mở một hội nghị, cô cũng tham gia đi." Lương Duyệt tò mò, "Hội nghị gì?" Trương Dịch ngồi xuống đáp, "Hội nghị tác chiến." Lương Duyệt bất ngờ thốt lên, "Không lẽ lại đánh trận nữa?" Cô hỏi, "Cứ địa Tây Sơn sắp bị tiêu diệt rồi, gần đây lẽ nào còn có kẻ địch sao?" Trương Dịch khẽ lắc lắc ngón tay rồi đáp, có một nơi nào đó có sông lớn thì các nhánh sông khác có nước tự nhiên sẽ chảy về lương duyệt liền hiểu ra ý anh là vì căn cứ tây sơn đã bị diệt nên khu vực xung quanh này xuất hiện khoảng trống quyền lực vậy nên có người muốn đến đây chiếm lấy địa bàn của căn cứ tây sơn đúng không trương dịch ngả đầu ra sau ghế rồi đáp đúng vậy tôi cảm thấy là như vậy ít nhất thì những người của các thế lực khác đã xuất hiện ở gần đây rồi nhưng tình hình sau đó sẽ phát triển như thế nào thì không ai có thể dự đoán được cậu nói nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cuộc sống không phải là trò đùa, chỉ cần chúng ta chuẩn bị đầy đủ thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Lương Duyệt trả lời, có cần tôi làm chuyện gì cứ việc dặn dò." Trương Dịch cười đáp, "Đương nhiên, tôi sẽ không khách sáo với cô." Lúc này Dương Hân Hân đột nhiên lái xe lăn tới nói, "Anh Trương Dịch, vừa hay em cũng lấy được một số tài liệu rất thú vị từ cơ sở dữ liệu của căn cứ Tây Sơn, đều là thông tin chi tiết về các thế lực khác ở thành phố Thiên Hải." Trương Dịch thích thú đứng bật dậy nói, Tôi đi gọi từ phán tử và chú Vưu đến, mọi người cùng nghe thử đi. Sau khi tất cả mọi người đã tụ họp đông đủ, Dương Hân Hân mới lên tiếng, "Hôm nay chúng ta gặp hai nhóm người ở lối vào căn cứ và đã xảy ra một số xung đột. Điều này có thể dẫn đến sự trả thù của thế lực đối phương." Trương Dịch lên tiếng, "Có lẽ những thế lực khác sẽ đến tranh đoạt địa bàn, từ đó xảy ra chiến tranh với chúng ta." Cậu quay đầu qua mọi người rồi nghiêm túc nói, "Vì vậy các vị, chúng ta hiện tại vẫn chưa thể quá an nhàn, phải có ý thức lo xa, luôn phải cảnh giác." cậu nói hân hân trước tiên hãy kể cho mọi người nghe về tình báo của các thế lực khác đi chúng ta nên có một khái niệm rõ ràng biết được đâu là kẻ thù tiềm tàng dương hân hân ngay lập tức trả lời trong số đó có ba thế lực để sống trong nơi trú ẩn giống như căn cứ tây sơn nghe xong cả bốn người kia đều xịt keo cứng người có chút bồn chồn lo âu dương hân hân nhanh chóng chỉ tay lên màn hình lớn rồi nói đầu tiên là căn cứ ở khu dương thịnh nó kiểm soát nhà máy lọc dầu lớn nhất thành phố thiên hải năng lượng là lợi thế lớn nhất của họ Hân Hân lại nói, thủ lĩnh bây giờ tên là Tiêu Hồng Luyện, là dị nhân năng lực được nghi là hỏa diễm. Cô ta còn có một trợ thủ tên là Chu Cát Thanh Đình, năng lực là phong, năng lực cụ thể không rõ. Dương Hân Hân vừa nói vừa gõ cạch cạch trên bàn phím, căn cứ thứ hai nằm ở khu Triều Vũ, gần Đông Hải, kiểm soát tàu thuyền của tất cả các công ty vận tải ở thành phố Thiên Hải, thậm chí bọn họ còn có thể lợi dụng tàu lớn ra khơi. Đột nhiên Trương Dịch thốt lên, "Đợi đã." Trương Dịch hỏi, "Hân Hân, tình trạng như hiện tại có khả năng ra biển được không?" Dương Hân Hân trả lời, một bộ phận khu vực gần bờ biển quả thực đã bị đóng băng nhưng biển sâu sẽ không bị đóng băng trong nhiệt độ thấp như vậy, đặc biệt là càng gần xích đạo, nhiệt độ càng cao. Hân Hân giải thích, dòng hải lưu sẽ đưa dòng nước ấm quanh xích đạo đến đây, thêm vào đó, dưới đáy biển còn có núi lửa, vì vậy không thể đóng băng toàn bộ đại dương. Ngay cả khi nhiệt độ giảm thêm 100 độ, bề mặt toàn cầu bị đóng băng, thì sau lớp băng dày vẫn sẽ có dòng nước tồn tại, quả nhiên là trên thông thiên văn, dưới tưởng địa lý. Dương Hân Hân nói tiếp, Nước biển có độ mặn cao, vốn không dễ bị đóng băng. Thêm vào đó, họ có tàu phá băng, chỉ cần neo tàu ở vùng biển sâu là có thể tránh bị mắc kẹt trong lớp băng và thả neo. Trương Dịch xoa cầm, nhíu mày hỏi, nếu nói như vậy, chẳng phải có thể ra khơi đánh cá sao, hoặc đến những khu vực ấm áp hơn gần xích đạo để sinh sống sao? Dương Hân hân trả lời, dựa theo nhiệt độ bây giờ để tính, thì nhiệt độ ở gần xích đạo là khoảng âm hai ba chục độ. Cô lại nói, tuy đối với người bản địa mà nói là tai họa nhưng cũng chỉ là tương đương với mùa đông phía bắc con người vẫn có thể sinh sống được dương hân hân lại vừa gõ phím vừa nói dựa theo ghi chép tình báo của căn cứ tây sơn thực vật của căn cứ triều vũ sung túc nhất quả thực là gần biển an biển trương dịch vội vàng đứng dậy rồi tiến đến đưa mắt nhìn vào máy tính của dương hân hân cùng lúc đó cô lại nói tuy nhiên do tàu thuyền cần năng lượng lớn nên họ và căn cứ dương thịnh có quan hệ lợi ích hai nhà này cũng là hai thế lực đi lại gần nhất trong các thế lực lớn ở thành phố thiên hải Trương Dịch nhìn thấy hình một con thuyền trên máy tính rồi thầm bất ngờ, hình vẽ này là? Cậu hỏi, "Đây là ký hiệu của căn cứ bọn họ sao?" Hân Hân gật đầu đáp, "Đúng, bốn sở tránh nạn đều có ký hiệu riêng. Dù sao thì tiền thân của họ cũng là sở tránh nạn được bên trên phê chuẩn xây dựng." Trương Dịch bất ngờ nghĩ, cũng có nghĩa là người mình giết lúc đó là người của căn của Triều Vũ. Trương Dịch lại nói, "Xem tiếp đi." Dương Hân Hân cũng không đợi cậu cho phép mà nói tiếp, "Người phụ trách bây giờ của căn của Triều Vũ là Ngụy Định Hải." tài liệu liên quan đến ông ta hoàn toàn không rõ thậm chí không thể xác nhận được ông ta có phải là dị nhân không trợ chủ trần tịnh quan của ông ta cũng thế không có tài liệu dương hân hân vô tư nói hình như chiến trường của họ là biển do vậy cũng ít tiếp xúc với những căn cứ khác không có xung đột lớn với các thế lực khác trương dịch thẩm mỹ bây giờ thì có xung đột với tôi rồi đúng là báo đời báo đống mà trương dịch vội vàng thẳng người lên đợi hân hân nói tiếp căn cứ cuối cùng trong bốn sở tránh nạn nằm ở khu thanh bổ gần xưởng sắt thép của tập đoàn sắt thép Thanh Bổ Thiên Hải. Bây giờ tổ chức công nhân của xưởng sắt thép là người khống chế nơi này, người dẫn đầu tiên là Hình Thiên, không xác định được đây là tên hay là biệt danh. Trương Dịch ngơ ra, ủa có quan trọng hả? Hân Hân nói tiếp, nếu như tên tài khoản mạng của một người là Hình Thiên thì bình thường nhưng một người có tên thật là Hình Thiên thì là độc nhất. Lương Duyệt bên cạnh cũng phải cười trừ, để ý mấy cái gì đâu không vậy trời. Dương Hân Hân nói tiếp, năng lượng liên quan đến ông ta cũng có ghi chép một ít dường như là có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của người xung quanh, có thể khiến bên cạnh ông ta mạnh lên, nhưng cũng có không có ghi chép cụ thể. Đột nhiên cô thở dài, thời gian trước khi mặt thế ập lên khá ngắn, các thế lực lớn cũng không dám tùy tiện gây xung đột. Bọn họ sẽ không dễ dàng lộ năng lực của mình, do đó thông tin tình báo mà họ nắm giữ với nhau đều rất hạn chế. Trương Dịch thầm nghĩ, dị nhân là đơn vị chiến lược siêu thường, tình báo diễn đàn của dị nhân càng được ít biết thì càng có thể có tác dụng trấn áp. Cậu lại nghĩ dù sao thì trong tình huống không biết được thực lực thực sự của đối thủ các bên đều cân bằng lẫn nhau không ai dám ra tay manh động cả dương hân hân nói tiếp còn có một điều cũng giống như căn cứ tây sơn người kiểm soát của ba căn cứ còn lại đều đoạt quyền lực thông qua vũ lực tiêu diệt cao tầng lúc mới đầu rồi thượng vị những căn cứ này về cơ bản thì mỗi người đều nắm trong tay một tài nguyên chiến lược cực kỳ quan trọng trương dịch nhanh chóng tiếp lời căn cứ tây sơn nắm giữ quân đội căn cứ thịnh dương nằm giữ nguồn năng lượng căn cứ triệu vũ nằm giữ tàu vận còn căn cứ thanh bổ thì nắm giữ xưởng sắt thép trương dịch nói tiếp nhưng trong tay của bọn họ không có quân đội chỉ có tổ chức vũ trang cho nên nói về đào tạo chiến đấu thì bọn họ có sự khác biệt nhất định với căn cứ tây sơn nghe đến đây thì từ xuân lôi và chú viu không khỏi thở phào an ổn từ xuân lôi gieo lên trong lòng tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi ba căn cứ còn lại dù có mạnh thế nào thì cũng không thể mạnh bằng căn cứ tây sơn chúng ta đến cả căn cứ tây sơn cũng đã đánh bại được thì cần gì phải sợ bọn họ chứ trương dịch cười đáp tuy bọn họ có thể cũng có một vài bộ đội vũ trang nhưng so với quân nhân được huấn luyện khắc nghiệt thì chất lượng chắc chắn là có khác biệt trương dịch liền đứng dậy vươn vai nói trước mắt vấn đề lớn nhất chính là dị nhân thiếu tình báo có lẽ trước khi ra đấu trực diện chúng ta sẽ không rõ được bọn họ có bao nhiêu dị nhân và thực lực của bọn họ mạnh đến đâu nếu như có thể tránh xảy ra xung đột được thì cứ cố gắng tránh đi dỗi người xong thì trương dịch lại nằm ra ghế nói tiếp đương nhiên rồi nếu như thật sự đánh nhau thì chúng ta cũng không có sợ bọn họ lương duyệt khẽ hỏi Hân Hân không phải em nói tổng cộng có bốn thế lực loại hình lớn tồn tại sao? Ngoài ba căn cứ này thì còn có thế lực khác tồn tại sao? Từ xuân lôi lén lút toát mồ hôi. Cái cuối cùng không phải là cái mạnh nhất chứ? Chẳng trách cô còn giấu một cái lớn. Hân Hân im lặng không nói gì. Có lẽ là vậy thật rồi. Dương Hân Hân mở mắt ra nói: cũng không phải bởi vì thế lực này mạnh, chỉ là bởi vì nó đặc biệt mà thôi. Cô bắt đầu chiếu lên màn hình lớn rồi nói: Bái Tuyết Giáo tổ chức thuộc tính tôn giáo được thành lập sau khi mà Thế Giáng Lâm tiền thân của nó là một tôn giáo nhỏ thần lý giáo dương hân hân nói tiếp giáo chủ nguyên không dạ đã thức tỉnh dị năng sau khi mà thế ấp đến theo phán đoán sơ bộ thì năng lực của cô ta là ban phúc có thể giúp dị nhân khác thức tỉnh dị năng mà không cần phải trả giá trương dịch nghe đến đây liền nhớ đến lý kiếm hồi trước cũng có nhắc đến tôn giáo này lương duyệt bất ngờ thốt lên trên đời này vậy mà còn có dị năng mạnh mẽ như vậy sao dương hân hân trả lời sau khi mà thế ấp đến thần lý giáo đổi tên thành bái tuyết giáo tôn nguyên không dạ lên làm giáo chủ cô ta tự xưng là cơ thể con người của tuyết thần bản thân cô ta gọi trận bão tuyết lần này là thanh tẩy của tuyết thần đối với con người chỉ có giáo đồ thành khẩn tín ngưỡng bái tuyết giáo mới có thể tránh khỏi dương hân hân nghiêm giọng nói tiếp phạm vi thực lực của bái tuyết giáo tập trung ở hai khu thiên phụng và trường lam dị nhân dưới tay khá nhiều con số cụ thể không rõ căn cứ tây sơn ký hiệu bọn họ là đối thủ cực kỳ phiền phức trương dịch chống tay lên cầm rồi nói khu thiên phụng và khu trường lam là nơi có dân số đông đúc nhất của thành phố thiên hải Chuyên giáo ở đó quả thực có thể nhanh chóng phát triển quy mô của bài tuyết giáo. Cậu lại nói, dù sao thì trong thời mặt thế, tốc độ phát triển của tôn giáo là nhanh nhất, con người đều muốn nhận được chỗ dựa về mặt tinh thần. Chưa hỏi chợt hỏi, tình huống chính là như vậy, mọi người có gì muốn nói không? Ai nấy cũng đều im lặng không nói gì, không biết là vì không có gì để nói hay là không muốn nói đây. Trương dịch lên tiếng, chú Vưu, ở đây chú lớn tuổi nhất, chú nói trước đi, chú Vưu lập tức đáp, chú cho rằng bất kể thành phố thiên hải có bao nhiêu thế lực nói chung là chuẩn bị công tác nghiên địch tốt chắc chắn là không sai chú nghiêm túc nói việc cấp bách bây giờ chính là xây dựng phòng tuyến chú vư nắm lòng bàn tay lại nói với giọng chắc nịch chúng ta lấy được nhiều vũ khí từ căn cứ tây sơn như vậy bố trí kịp thời thì lúc mấu chốt mới có thể phát huy được tác dụng trương dịch trầm giọng đáp phòng tuyến chắc chắn là phải tăng tiến độ rồi ai cũng không biết đến bao giờ thì những thế lực kia phát sinh xung đột với chúng ta trong khi mọi người đang rất sôi nổi thì từ xuân lôi đột nhiên lên tiếng Tôi cho rằng tình huống rất không ổn." Từ Xuân Lôi có chút lo lắng nói, "Chúng ta gặp được người của hai phe thế lực ở bên ngoài căn cứ Tây Sơn. Họ phát hiện ra căn cứ Tây Sơn bị hủy diệt, có khả năng sẽ đến đây để tranh giành địa bàn. Nếu chúng ta bị liên lụy vào thì sẽ rất phiền phức." Trương Dịch hỏi, "Vậy cậu có ý kiến gì hay?" Từ Xuân Lôi đáp, "Tôi thấy vừa không nhà trống vẫn là tốt nhất, đừng nên rời đi tùy tiện." Lục Khả Nhiên nói, "Chỉ sợ chúng ta không đi gây chuyện, bọn họ cũng sẽ qua đây." Trương Dịch nhìn qua Khả Nhiên rồi trả lời, không trước vô hại, dùng bất biến ứng vạn biến, dù sao thì người khác làm cái gì, chúng ta cũng không thể quản được có phải không? Lục Khả Nhiên có chút ngập ngừng đáp, cũng phải, nhưng Trương Dịch thấy cô ấp úng thì liền lên tiếng, có chuyện gì thì cứ nói ra, mọi người đang thảo luận, em nói gì đấy ra có khi là có thể mở suy nghĩ mới. Được sự cho phép của Trương Dịch rồi nên Khả Nhiên cũng nhanh chóng đưa ra ý kiến, có phải chúng ta vẫn phải ra ngoài một chuyến, tìm chút vật liệu đặc thù để sửa chữa lại sở tránh nạn? những thứ lấy được từ căn cứ Tây Sơn lúc trước chỉ có thể xây dựng được phía ngoài phòng tuyến. Trương Dịch khẽ đáp, tuy bây giờ tốt nhất là không nên đi ra ngoài, nhưng bốn thế lực mà chúng ta nói chỉ là sự tồn tại, cũng không có xảy ra xung đột trực diện với chúng ta trên quy mô lớn, bọn họ cũng không dám hành động manh động, trừ khi xác nhận được xung quanh khu vực không có nguy hiểm. Nghĩ một hồi rồi Trương Dịch vui vẻ reo lên, do vậy, hai ngày này bọn anh sẽ nhanh chóng ra ngoài một chuyến để lấy những vật liệu này về, chắc cũng không thành vấn đề. Lục Khả Nhiên hài lòng reo lên, ok đại ca. Lúc này Lương Duyệt vẻ mặt nhìn có chút sốt ruột cùng lo âu, Dương Hân Hân thấy vậy liền nói, "Cô nói suy nghĩ của cô đi." Hân Hân nói tiếp, "Em thấy bây giờ chúng ta có hơi lo lắng quá rồi. Đừng bởi vì hoảng loạn mà mất đi năng lực phán đoán của mình. Cứ để căn cứ Tây Sơn ra làm ví dụ đi." Dương Hân Hân giải thích, "Bọn họ kiểm soát quân đồn trú tại thành phố Thiên Hải, có lực lượng mạnh nhất, nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được tất cả các địa bàn ở Tây Sơn và Lộ Giang, các thế lực khác chắc cũng là vậy." hơn nữa bọn họ cũng kìm hãm lẫn nhau không dám đột nhiên mở rộng nếu không thì đại bản doanh của mình sẽ có nguy hiểm bị tấn công trương dịch và lương duyệt thấy cũng hợp lý nên gật đầu lia lịa dương hân hân lại nói do đó có thể phán đoán được là chúng ta vẫn có một khoảng thời gian khá dài có thể chuẩn bị cho tương lai từ sân lôi reo lên vậy chúng ta xây dựng phòng tuyến xong sớm nói chung là cũng không sai phòng trước vô hại mà dương hân hân trả lời phòng tuyến có thể xây dựng trước được nhưng không cần thiết vội vàng vào trạng thái phòng bị mà nên nhân cơ hội này thu thập nhiều vật tư trở lại chút. Hân Hân quay sang hỏi, anh Trương Dịch, không phải là anh còn muốn đi tìm vật liệu sửa sở tránh nạn sao? Trương Dịch gật đầu đáp, đúng vậy. Dựa theo cách nói của Khả Nhiên thì tường bên ngoài của sở tránh nạn cần tìm rất nhiều vật liệu xây dựng khan hiếm. Việc này quả thật là có tốn chút thời gian. Dương Hân Hân lại nói với Lương Duyệt, cô Lương, bên từ Trấn cũng cần chuẩn bị tốt lương thực chuẩn bị chiến đấu. Lương Duyệt sốt ruột đáp, đó chính là điều cô lo lắng. Nếu thật sự có kẻ địch tấn công thì bọn họ ở thôn Từ Gia chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Dương Hân Hân nghiêng đầu nhắc nhở, "Cô không thể bảo vệ họ cả đời được đâu, tốt hơn hết là nói trước cho họ biết tình hình rồi để họ tự tích trữ thêm thức ăn và trốn đi." Hân Hân lại động viên, "Cô không cần lo lắng, em cũng đã nói là trong thời gian ngắn sẽ không có kẻ địch xuất hiện ở đây đâu." Trương Dịch ở một bên nhìn điệu bộ của Dương Hân Hân thôi cũng đã hiểu ý của cô là gì, cậu cười thầm. "Nhưng thật sự có kẻ địch đến thì cũng thôn Từ Gia hứng chịu trước." xem ra cô ấy định mượn đau giết người thâm thiệt